Hello các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần với chuyên mục công nghệ 3T của mình rồi. Và một tuần vừa qua thì các bạn cũng đã để lại rất là nhiều câu hỏi. Mình đã tổng hợp lại trong số ngày hôm nay, mình sẽ trả lời cho các bạn. Như thường lệ thì nếu bạn nào chưa biết tới công nghệ 3T thì đây là một cái chuyên mục mình sẽ làm chủ. Và các bạn sẽ đặt ra những cái câu hỏi, mình sẽ tổng hợp lại và cứ tới chủ nhật 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Các bạn có thể hỏi bất kỳ cái câu hỏi nào các bạn muốn hỏi nè, về laptop, về điện thoại, về phụ kiện hoặc là về đồng hồ thời trang, bất kỳ cái gì, mình sẽ mời tới đây những vị chuyên gia, những reviewer của thế giới di động để mà trả lời cho các bạn. Và sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chuyên mục công nghệ 3T số tuần này nha. Chúng ta sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên và câu hỏi này của bạn Hoàng Nguyễn. Hiện tại thì nên mua iPhone 7 Plus để xài hay là nên mua iPhone 8 Plus ạ? Em là học sinh. Ok em, anh sẽ trả lời câu này dành cho em nha. Thì thật sự nếu mà trong thời điểm hiện tại là học sinh thì chắc chắn anh cũng biết là túi tiền của em không có dư giả, thì em cũng đang phân vân hai chiếc máy này. Và thế giới di động thì hiện tại iPhone 7 Plus và cả 8 Plus đều đã không còn kinh doanh nữa, nhưng anh vẫn sẽ tư vấn cho em. Thì chắc chắn iPhone 8 Plus là một cái sản phẩm mà nếu như mà em đang có cái mức tiền thì em nên mua hẳn 8 Plus luôn. Chứ mình đã đang có một cái khoản tiền có thể đủ để mua 8 Plus rồi thì không nên mua 7 Plus để làm gì. Trừ một cái vấn đề, đó là em có một cái mức tiền, em có thể mua được 8 Plus với bộ nhớ thấp, nhưng em đang lại có nhu cầu cần lưu trữ nhiều, nên là em sẽ ưu tiên cái iPhone 7 Plus có cái bộ nhớ nó cao hơn nha em. Thì đây là một trong những cái mà em có thể lựa chọn. Nếu như em không quan tâm về bộ nhớ, em cần một cái hiệu năng mạnh mẽ nè, sử dụng và trải nghiệm nó tốt hơn, thì chắc chắn iPhone 8 Plus sẽ là cái sản phẩm mà em sẽ phải lựa chọn. Chip Apple A11 Bionic nó cũng sẽ mạnh hơn so với lại con chip cũ ở trên iPhone 7 nè, nên là em sẽ có những cái trải nghiệm về game, về học tập, làm việc, thao tác đa nhiệm, mọi thứ cũng sẽ nhanh nhẹn và mượt mà hơn. Đặc biệt nhất là phần nhiệt độ thì với iPhone 7 Plus thì nó cũng đã khá cũ với những cái bản cập nhật ở thời điểm hiện tại. Thì khi mà anh trải nghiệm ở một số con của một số anh chị ở trong công ty thì cái hiện tượng nóng lên của nó cũng khá là nhiều luôn. Nên đã có tiền thì nên mua iPhone 8 Plus. Nếu mà không cần bộ nhớ thì mua cái bộ nhớ thấp một tí xíu, trải nghiệm hiệu năng là chính. Ok, rất là đơn giản, em có thể lựa chọn và hy vọng là em sẽ chọn được con máy phù hợp với mình. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuệ An. Bạn này có hỏi với mình là: anh ơi, nên mua Galaxy A12, bạn này ghi là Galaxy 12 thì không có con đó, là Galaxy A12 hay Realme 6i, do em muốn chụp ảnh đẹp với lại chơi game được anh. Ok, thì nói vào cái hai con máy này là Galaxy A12 và Realme 6i thì chắc chắn câu trả lời duy nhất dành cho em đó là Realme 6i. Đây là con máy mà em phải nên mua. Rất đơn giản thôi, nhìn vào cái mặt cấu hình của nó thôi thì em cũng đã có thể hiểu được vấn đề rồi. Trước tiên nói về giá ha, thì giá hai con máy này đều tầm khoảng là hơn 4 triệu, có thể nói là xem nhau nên không thành vấn đề. Chúng ta sẽ xét tới cái phần cấu hình. Thì với Realme 6i các bạn sẽ được trang bị con chip là Helio G80, hoàn toàn mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với là con chip Helio G35 ở trên Galaxy A12. Nếu Galaxy A12 nó sử dụng là chip Snap thì anh có thể tính tới một vấn đề khác. Nhưng mà nó cũng đang sử dụng chip MediaTek luôn, lại là con G35 thấp hơn rất nhiều so với lại con G80. Nên dĩ nhiên về hiển nhiên G80 sẽ là phù hợp cho em nhất, để mà chúng ta có được những cái trải nghiệm tốt nè, về mặt thao tác đa nhiệm và cũng như là chơi game nó cũng tốt hơn so với là con G35 kia. Chưa kể là màn hình của Realme 6i nó cũng là độ phân giải HD+, nhưng đổi lại nó có một cái điểm hơn, đó là chúng ta sẽ được sử dụng tấm nền IPS LCD chứ không có như ở Galaxy A12 chỉ là TFT. Chất lượng hiển thị nó tốt hơn nè, nhìn nó không có bị hạt, cũng không có bị rỗ quá nhiều như ở con máy kia. Và thêm một điểm nữa, đối với những bạn nào chúng ta thích một cái sự gì đó gọi là thời trang, phong cách đẹp đẽ trẻ trung, thì Realme 6i chúng ta cũng sẽ một cái thiết kế nó rất là phong cách nè, rất là đẹp. Trong khi đó ở Galaxy A12 thì nó lại hoàn toàn rất là đơn giản và nó có cái màu xanh, đối với cảm nhận của anh thì anh thấy là nó hơi quê một tí xíu, nhưng mà bạn nào thấy thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nói chung là Realme 6i thì sẽ phá cách và sẽ đẹp hơn nha. Nên chắc chắn Realme 6i sẽ là cái sản phẩm phù hợp cho em lựa chọn. Và ở cả Realme 6i và Galaxy A12 thì chúng ta đều có camera chính độ phân giải 48MP. Nhưng với những cái trải nghiệm của anh sau khi mà trải nghiệm và sử dụng hai con máy đó, thì anh đánh giá Realme 6i sẽ có chất lượng chụp nó tốt hơn rất là nhiều so với lại Galaxy A12. Nên là nếu như em đang quan tâm khá nhiều về cái phần chụp ảnh thì Realme 6i sẽ phù hợp với em, bởi vì ở trên máy cũng được trang bị AI. Những bức hình em chụp ra đều được xử lý lại và mang đến chúng ta bức hình nó tốt hơn. Anh đánh giá là nó ngon nghẻ hơn rất là nhiều so với lại ở Galaxy A12 em nhé. Ok, mình sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo của bạn Lộc Thành. Nghe tên bạn này quen quen, ta hình như là có trả lời một lần rồi hay sao ta. Ok, nói chung bạn này hỏi một câu hỏi cũng khá là hay. Anh ơi, con Realme 7 cũ bán ở thế giới di động quay video tốt không ạ? Trong tầm 4 triệu 8 thì có con nào quay video tốt không?
chúc kênh mau sớm có 1 triệu sub. Ok, trước tiên thì cảm ơn bạn Lộc Thành đã chúc cho tụi mình nha. Rồi, cái câu hỏi thứ hai anh sẽ trả lời cho bạn, đó là Realme 7 bán tại thế giới di động thì quay video có tốt hay không? Thì con Realme 7 này có một cái khả năng quay video tương đối là tốt. Là với chất lượng của Realme 7 hoàn toàn rất là ổn và rất là tốt trong cái tầm giá. Chưa kể là với những cái sản phẩm của Realme á, thì anh cũng rất là tự tin về cái phần gọi là mic thu âm của nó. Nó không có bị lõm như Xiaomi hoàn toàn, mà chúng ta một cái khả năng thu âm cũng tương đối rất là tốt nè. Và em hỏi là trong tầm giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi thì có còn con nào quay video tốt hay không? À, hiện tại thì em đang hỏi máy cũ nên anh cũng sẽ trả lời máy cũ luôn cho em. Trong tầm giá 4 triệu rưỡi nếu em đang quan tâm về máy cũ thì ở thế giới di động đang có rất là nhiều máy có chất lượng quay và khả năng quay rất là tốt luôn. Điển hình kể sơ sơ ở đây cho em thì chúng ta trong tầm giá gần với lại Realme 7 luôn thì em cũng có thể mua được con Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 cũng mang đến chúng ta một những bức hình chụp nó rất là chi tiết nè, màu sắc cũng rất là tốt. Chưa kể là máy thì cũng có rất là nhiều những cái chế độ chụp. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn có con Poco X3 NFC nè, cũng có camera 64 MP nè và mang đến chúng ta những cái chế độ và cái khả năng hỗ trợ chụp rất là ngon lành. Nếu như mà em không thích Poco bởi vì nó hơi hầm hố, nó hơi dày, em muốn nó sang trọng, nó thanh mảnh một tí xíu, thì em có thể tham khảo một con. Đây là một cái con mà từ trước tới bây giờ anh hoàn toàn rất là ưng ý, đó là con Reno đời đầu. Con Reno đời đầu hiện tại thì giá của nó rất là rẻ khi em mua máy cũ tại thế giới di động. Và nó thiết kế thì đương nhiên không cần gì phải nói rồi, rất là đẹp, kim loại và kính nè. Ngoài ra thì có camera dạng vây cá mập đưa lên đưa xuống rất là đẹp. Chưa kể là chúng ta sẽ còn có khả năng quay phim chụp hình cực kỳ đỉnh cao luôn. Em có thể tham khảo lại một số những cái video đánh giá về camera của con Oppo Reno đời đầu này thì em sẽ thấy là nó ngon tới mức độ như thế nào. Lúc mới ra thì giá khá cao, nhưng ở thời điểm hiện tại em mua máy cũ thì giá của nó chỉ hơn 4 triệu thôi, thì em có thể hoàn toàn trong tầm giá của em đang tham khảo. Và anh vừa gợi ý cho em thì em có thể tham khảo thử một số những con máy này ha, và lựa chọn ra đâu sẽ là con máy mà em phù hợp nhất để mà em có thể trải nghiệm. Em có thể đến thế giới di động, hiện tại thì các máy cũ này đang cũng có rất là nhiều ở các chi nhánh. Em lên trong web thế giới di động, bấm vào máy cũ và đó em sẽ check ở cái khu vực mà em đang ở á, xem thử là cái cửa hàng nào có thì em có thể tới đó nhờ các anh chị tư vấn viên cho em mượn con máy, em trải nghiệm, sau đó là em sẽ, nếu mà ok thì em sẽ mua. Ok chưa? Rồi, và chúng ta sẽ đi qua câu hỏi tiếp theo luôn nha. Câu hỏi của bạn Quý Hồ, bạn này có hỏi là anh ơi tư vấn giúp em có điện thoại nào chơi game tốt trong vòng 1-2 năm chụp hình đẹp 48 MP không ạ? Em đang có tầm khoảng 5 triệu mong anh rep. Ok em luôn, hôm nay anh sẽ rep cho em. Trong tầm khoảng 5 triệu thì anh nghĩ là em nên mua máy cũ thì em sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn. Đương nhiên rồi, máy cũ thì nó sẽ rẻ, mà máy có cấu hình mạnh thì nó cũng sẽ rẻ nữa. Đó, thấy chưa? Nên là anh có một cái gợi ý dành cho em, đó chính là chiếc Poco X3 NFC. Hiện tại thì Poco X3 NFC nếu như em mua máy cũ thì nó chỉ có cái mức giá tầm khoảng 4 triệu 7 mà thôi. Wow, rẻ chưa? Nhưng trong khi đó giá gốc của nó như thế nào? Giá gốc của nó lên tới tầm là 6 triệu 990, là 7 triệu. Nhưng mà bây giờ em mua máy cũ chỉ có khoảng 4 triệu mấy thôi, em tiết kiệm được rất là nhiều. Và ở Poco X3 NFC chúng ta sẽ có cái gì? Các bạn sẽ có cho mình đó là con chip Snapdragon 732G. Ngoài ra thì các bạn sẽ có camera chính là 64 MP nè, hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều những chế độ chụp. Và chất lượng hình ảnh ở Poco X3 NFC mình đã có làm một video đánh giá rồi, nên là các bạn có thể hoàn toàn xem lại cái video đó, yên tâm về chất lượng chụp hoàn toàn rất là ngon, hình ảnh lên cực kỳ chi tiết, màu sắc rất là tươi. Chưa kể là ở Poco X3 NFC thì các bạn sẽ còn sở hữu một cái màn hình lớn kích thước là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD cộng, và điểm đặc biệt nhất là được trang bị tần số quét 120Hz, mang đến chúng ta những cái trải nghiệm rất là ngon lành. Em thấy chỉ cần bỏ ra 4 triệu thôi, 4 triệu hơn, gần 5 triệu, nhưng mà có màn hình 120Hz là đã hoàn toàn quá perfect rồi. Chưa kể ở máy sẽ còn được trang bị viên pin khủng nè, và kèm với đó sẽ là hỗ trợ sạc nhanh 33W để em có những cái trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Nó có thể nói nếu em sở hữu Poco X3 thì em có thể sử dụng lên đến tầm khoảng gần 3 năm luôn cũng được, mà chiếc máy này vẫn không lỗi thời. Bởi vì sao? Màn hình tần số quét 120Hz quá là hiện đại rồi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái hiệu năng tương đối là tốt. Snapdragon 732G thì các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ tất cả những cái tựa game và cho chúng ta trải nghiệm rất là ngon lành, mặc dù không phải là cái mức độ hoài nó quá khủng nhưng mà nó vẫn hoàn toàn tốt, đúng không nè. Cái thứ hai, các bạn sẽ có công suất sạc nhanh 33W và camera chính 64 MP. Nên là có thể nói Poco X3 NFC là một cái sản phẩm em có thể tham khảo. Và thêm một cái điểm nữa, đó là với cái sản phẩm này thì anh thấy kho máy cũ của nó ở thế giới di động có khá là nhiều luôn, nên em có thể lên trang web của thế giới di động, bấm vào máy cũ và tìm Poco X3 NFC, sau đó là xem thử coi chiếc máy đang có ở gần cái khu vực mình đang ở hay không, sau đó em có thể đi ra để mà trải nghiệm máy ha. Và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cũng như tư vấn xong cho các bạn về những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong tuần vừa qua. Các bạn có những suy nghĩ như thế nào, và cũng như là có những cái câu
câu hỏi và thắc mắc như nào nữa thì hãy nhớ để lại dưới phần comment nha. Mình sẽ tổng hợp lại và trả lời cho các bạn trong số tiếp theo. Và đừng quên là sẽ có một cái buổi live stream trực tiếp, tư vấn trực tiếp chuyên mục công nghệ 3T vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật. Các bạn đừng bỏ qua, bởi vì là trong cái buổi live stream đó chúng ta sẽ có những cái phần quà, những cái giveaway rất là hấp dẫn luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video kỳ này. Đừng quên cho video một like nếu như thấy hay và bổ ích, đăng ký kênh của Thế Giới Động để bọn mình nhanh chóng có 1 triệu sub các bạn nha. Và chúc các bạn sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Bye bye.